Mình là cô bé mộng mơ, thích học văn, chơi đàn và hát ca. Dù các bạn có chê mình hơi béo và lùn, nhưng mỗi lần hát xong được mọi người vỗ tay tán thưởng, mình thấy tự tin hơn rất nhiều. Chỉ có một điều, người mà mình luôn mong được nhìn thấy khi đứng trên sân khấu mà chưa bao giờ thấy, đó là mẹ. Mẹ chẳng bao giờ đi xem mình biểu diễn ở trường cả. Với mẹ, mấy hoạt động vẽ vời hát ca thật vớ vẩn, nó chẳng giúp ích gì cho tương lai của mình. Và bất cứ khi nào có thể, mẹ đều so sánh mình với con nhà người ta. Bố mẹ lớn tiếng với nhau như vậy. Và bây giờ
giờ chúng ta sẽ cùng đến với giây phút quan trọng nhất của ngày hôm nay. Xin mời nhạc sĩ Danh Chiến sẽ lên công bố quán quân của cuộc thi Bài hát hay nhất. Ban giám khảo chúng tôi đã lựa chọn ra thí sinh đạt quán quân của cuộc thi hôm nay. Và không phải để các quý vị và các thí sinh chờ lâu nữa. Sau đây, thay mặt ban giám khảo, tôi xin công bố quán quân của cuộc thi hôm nay. Đó là Dương Trang. Con viết bài hát này để dành tặng riêng cho mẹ của con. Tất cả những lời trong bài hát cũng là những lời mà con muốn nói với mẹ. Con hy vọng rằng mẹ sẽ luôn ủng hộ đam mê âm nhạc của con. Con yêu mẹ rất nhiều.